chưa chốt hợp đồng với đội bóng Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo trở thành mối lo của truyền thông Trung Quốc. Huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn chưa chính thức công bố điểm đến sau loạt tin đồn thời gian qua. Thông tin về lời đề nghị của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh dành cho bộ đôi huấn luyện viên Park Hang-seo và Lee Jung-jin đã khiến làng bóng đá Việt Nam một phen xôn xao. Tuy nhiên, thương vụ tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có thêm tiến triển nào. Cùng lúc, nguồn tin từ báo giới Đông Nam Á cho biết Liên đoàn bóng đá Singapore đang nung nấu ý định đưa huấn luyện viên Park Hang-seo về dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này. Đội tuyển Singapore hiện đang ở tình thế khó khăn khi đã thua liên tiếp 2 trận tại vòng loại World Cup 2026. Huấn luyện viên Takeki Nishida dù đã cầm quân gần 2 năm nhưng chưa mang tới dấu ấn đáng kể về mặt lối chơi cũng như thành tích. Đội bóng đảo quốc sư tử bị loại từ vòng bảng AFF Cup 2022 và suýt nữa sẩy chân trước Guam tại vòng loại thứ nhất World Cup 2026. Huấn luyện viên Park Hang-seo được đánh giá là ứng viên sáng giá cho vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Singapore. Việc huấn luyện viên Park Hang-seo có thể trở thành huấn luyện viên đội tuyển Singapore khiến Trung Quốc không khỏi lo lắng. Khi còn làm việc tại Việt Nam, nhà cầm quân người Hàn Quốc từng đánh bại cả cấp U23 lẫn đội tuyển quốc gia Trung Quốc. Trong đó nổi bật nhất là chiến thắng 3-1 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Trang Sohu, Trung Quốc, bình luận: huấn luyện viên Park Hang-seo có thể nói là khắc tinh của các đội tuyển Trung Quốc. Nếu vị chiến lược gia này lên nắm quyền tại đội tuyển Singapore, ban huấn luyện đội tuyển Trung Quốc sẽ phải rất cảnh giác. Những thay đổi có thể mang tới thách thức lớn hơn cho huấn luyện viên Giang Covid. Vào tháng 3 năm 2024, đội tuyển Trung Quốc sẽ có 2 lượt trận đối đầu với tuyển Singapore tại vòng loại World Cup 2026. Mục tiêu đặt ra chắc chắn là phải giành trọn 6 điểm. Khi đối thủ trở nên mạnh mẽ hơn, câu hỏi đặt ra là liệu đội tuyển Trung Quốc có chịu được áp lực và nắm chắc trong tay tấm vé đi tiếp không? Đây là một bài kiểm tra lớn đối với ban huấn luyện và các cầu thủ. Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng đội tuyển Việt Nam đánh bại tuyển Trung Quốc với tỷ số 3-1 tại vòng loại World Cup 2022. Ngoài thông tin về huấn luyện viên Park Hang-seo, Sohu cũng cảnh báo đội nhà về việc đội tuyển Thái Lan bổ nhiệm huấn luyện viên Masata Ishi thay cho huấn luyện viên Mano Polking. Ông Masata Ishi được kỳ vọng sẽ giúp coi chiến lấy lại hình ảnh một đội bóng chơi tấn công đẹp mắt và lật ngược thế cờ để giành vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Tại bảng C vòng loại, đội tuyển Hàn Quốc đang thể hiện sức mạnh áp đảo với 2 trận toàn thắng và hiệu số 8. Đội tuyển Trung Quốc tuy đang tạm xếp dưới tuyển Thái Lan vì hiệu số bàn thắng bại nhưng vẫn nắm lợi thế do đã thắng chính đối thủ này ở trận đối đầu trực tiếp. Cục diện tạm thời bảng C vòng loại thứ 2 World Cup 2026, hai đội đầu bảng giành vé đi tiếp. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.